Hello, mình ăn anh chị em. Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã bước vào cái video này. Và đồng tin chắc rằng những người bước vào video này, xem video này thì chắc chắn là sự dẫn dắt của Chúa, không phải ngẫu nhiên mà các bạn tự dưng xem video này đâu. Và nghĩ rằng là các bạn có một cái cơ duyên, nói theo cái ngôn ngữ của Việt Nam đó là cơ duyên. Hoặc nói theo văn hóa của Tin Lành thì chúng ta nói là được Chúa dẫn dắt hay được Thánh Linh thúc giục, hoặc là được Chúa dẫn lối và mở đường, hoặc là chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt soi sáng ra vào một lễ thật đấy, thì chúng ta may mắn xem được video này. Thì ước mong là cái video này sẽ giúp đỡ bạn đột phá và có thêm và bồi đắp cho mình một cái đức tính mới, đức tính tốt hơn, hoặc là các bạn có đức tính rồi thì nó sẽ làm tốt hơn. Video này và cũng chia sẻ với các bạn về cái chủ đề nước thiên đàng. Thì các bạn biết rồi, chủ đề nước thiên đàng được chép rất rõ trong ba câu chuyện về người nữ đồng trinh và ẩn dụ về các ta lân. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện mình chia sẻ ở đây, nó nằm trong Matthew chương 25. Nên chương 25 này chép ba câu chuyện thì người nữ đồng trinh và ẩn dụ các ta lân thì Ngọc sẽ chia sẻ trong các video khác. Video này Ngọc nghĩ là thời lượng của nó Ngọc chỉ đủ chia sẻ các bạn về cái vấn đề đó là chiên và dê thôi. Chiên và dê, tức là nói đâu là người con thật, đâu là người chiên thật, đâu là người con thật của Đức Chúa Trời, ở đâu không phải người con cái thật của Đức Chúa Trời. Từ trong câu 31 cho đến hết chương 25 này, từ câu 31 cho đến hết chương 25 này, thì ở đây các bạn mà có Kinh Thánh thì các bạn có thể tự đọc, các bạn có thể dừng video này và các bạn có thể tự đọc. Các bạn không có Kinh Thánh thì các bạn nghe mình đọc, và các bạn đã biết câu chuyện này rồi, các bạn có thể tua nhanh video này. Thì bây giờ xin phép được đọc cái phần đọc Kinh Thánh này cho các bạn nhé. Matthew chương 25 câu 31: Khi con người ngự đến trong vinh quang của mình với các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang, muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và để dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: Hỡi người được cha ta ban phước, hãy đến và thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con cho ta ăn, ta khát, các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta, ta trần truồng, các con mặc cho ta, ta ốm đau, các con chăm sóc ta, ta bị tù, các con thăm hỏi ta, thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Chúa: Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước đâu, hoặc là thấy Chúa trần truồng mà mặc cho Ngài? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng: Thật ta bảo các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Cái đó Ngài phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta và đi vào ngõ đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát, các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy những người này cũng trả lời: Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà phục vụ Ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng: Thật ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi không làm điều đó cho ta, rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Các bạn có thể tĩnh nguyện, dừng video ở đây, các bạn tĩnh nguyện 30 giây đến 1 phút và xin Chúa Thánh Linh soi dẫn các bạn, thì các bạn có thể hiểu được cái Kinh Thánh này, và Lộc sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có thể cảm nhận được và bước vào cái trình độ Thánh Linh cao hơn. Amen. Ở đây thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn, đó là cái vấn đề như thế này. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh lên thì chúng ta phải dựa vào Thánh Linh thì chúng ta mới có thể hiểu được. Vì khi mà chúng ta muốn hiểu những cái ngôn từ được viết bởi những con người chuyên trong lĩnh vực tâm linh, chuyên trong lĩnh vực tâm hồn, và đặc biệt cái bài dạy này là bài dạy trực tiếp từ Chúa Giêsu, là Chúa để là Đức Chúa Trời của chúng ta,
Thì nếu như chúng ta không trải mình bằng thánh linh, không mở cái tấm lòng tâm linh của chúng ta, không có một thuộc linh sâu sắc muốn thánh linh dạy dỗ thì chúng ta sẽ không hiểu được. Thì đa phần chúng ta không hiểu được, chúng ta chỉ hiểu được cái ý nghĩa của chữ, tức là ý nghĩa của từ ngữ mà thôi. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa từ ngữ thì nó rất đơn giản. Là cái câu chuyện này nó nói rằng là Chúa muốn định hình rằng có hai loại người, có hai loại người ở trong cộng đồng tin Chúa lúc bấy giờ. Có hai loại người ở trong vòng những người theo Chúa lúc bấy giờ, ở trong những người theo đạo Tin Lành khi ấy, có hai cái loại người. Hiểu theo từ ngữ thì cái loại người thứ nhất là cái loại người mà thế Chúa đói không cho ăn, Chúa khát không cho uống, rồi là Chúa làm khách thì không tiếp, rồi là Chúa ốm đau không thăm viếng, không làm cái điều tốt đẹp đó cho xã hội, cho cộng đồng, cho Chúa và cho mọi người. Không làm cái điều tốt đẹp đó thì là Chúa sẽ hủy diệt những người đó, Chúa sẽ hủy phá những người đó và người đó sẽ không được vào thiên đàng. Thì đấy là cái điều mà Chúa dạy. Chúa dạy như vậy. Còn cái người theo Chúa thật, Chúa nói về cái người theo Chúa thật, cái loại người thứ hai là loại người sẽ được vào thiên đàng. Người sẽ được vào thiên đàng là người biết quan tâm đến người khác, biết thăm viếng người khác, biết chia sẻ, rồi là biết yêu thương, biết mặc cho này, biết tiếp đãi này, biết đón khách này, biết quan tâm yêu thương đến người khác thì sẽ được vào thiên đàng. Thì chúng ta chỉ hiểu về cái mặt từ ngữ thì Chúa dạy như vậy, thì chúng ta chỉ hiểu nó đơn giản là như vậy thôi. Đó. Thì đấy là cái mặt từ ngữ. Thế còn về vấn đề thuộc linh thì đọc ước mong là Lộc sẽ là người giúp đỡ các bạn đi vào vấn đề thuộc linh, và các bạn sẽ được cảm thúc bởi thánh linh. Và khi các bạn cảm thúc bởi thánh linh rồi thì cái gì có ở bên trong nó sẽ phát ra cái bên ngoài, tức là có ở trong tâm thì nó sẽ mở ra miệng và nó sẽ mở ra hành động, có trong thì mong ra ngoài. Thế đây là cái điều mà Lộc muốn làm, tức là dẫn các bạn vào một cái trường thuộc linh, một cái trường tâm linh cao hơn. Thì ước mong các bạn hãy chi tiết xem hết tất cả video này và chúng ta sẽ không còn hiểu cái ý nghĩa lông cạn của từ ngữ nữa. Vậy thì cái bài học thứ nhất đầu tiên mà Lộc xin Chúa Thánh Linh để dạy cho các bạn, hướng dẫn các bạn ở trong cái ý nghĩa câu chuyện này. Bài học thứ nhất Lộc có chia sẻ với các bạn đó là sẽ có một ngày kia Chúa sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài để kết án mọi người. Chúa sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Đức Chúa Trời để kết án mọi người. Đó. Cái điều này các bạn có thể cũng đã biết rồi, đúng không? Biết rõ rồi là sẽ có một ngày Chúa tái lâm, sẽ có một ngày chúng ta, nếu mà Chúa chưa tái lâm thì cũng sẽ có một ngày chúng ta sẽ chết và chúng ta sẽ về gặp Chúa trên thiên đàng, và lúc đó Chúa sẽ xử, và Chúa sẽ xử tội chúng ta, xử chúng ta. Và cái điều này nó có chia sẻ các bạn là Chúa chỉ xử đoán những người theo Ngài mà thôi, Chúa chỉ xử đoán những người tin Ngài mà thôi. Còn những người không tin Ngài, vốn dĩ họ đã mặc định cho âm phủ rồi, họ đã mặc định cho địa ngục rồi. Và còn người tin Chúa thì Chúa mới bắt đầu xét xử xem là tin Chúa, cái hành động đức tin nó đến đâu thì Chúa mới bắt đầu xét xử thôi. Để các bạn hiểu được đó là Chúa không xét đoán những người không tin Ngài. Không tin Ngài thì Chúa có một cách xét đoán khác. Chúa sẽ có cách xét đoán khác, và thậm chí là không cần xét đoán mà họ tập tức họ qua đời, họ đã phải xuống âm phủ rồi để chờ đợi cái sự trừng phạt tiếp theo rồi. Cái sự xét đoán, cái sự phán xét của Chúa rồi. Khác biệt với chúng ta là người tin Chúa theo đạo Tin Lành, xưng nhận đấy, thì Chúa sẽ xét xem là từ khi nó tin ta, từ khi nó theo ta, từ khi nó xưng nhận theo ta thì nó đã làm những cái gì và có xứng đáng để được vào thiên đàng hay không đấy, thì Chúa xét trên cái hành động mà chúng ta làm, xét hành động. Và Chúa nói như thế này, Chúa xét trên hành động, nhưng mà Chúa nói sẵn như thế này là lúc ấy vua phán với những người ở bên phải nhà rằng hỡi những người được cha tha ban phước, hãy thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ trước khi tạo dựng trời đất. Đã chuẩn bị sẵn cho các con trước khi tạo dựng trời và đất. Đây là cái điều quan trọng nhất. Trước khi tạo dựng trời đất, Chúa đã biết chắc chắn Adam và Eva sẽ sa ngã. Và khi họ sa ngã thì dòng dõi của họ sẽ có những người được vào thiên đàng và có những người không được vào thiên đàng. Và Chúa biết trước tương lai như vậy, và Chúa biết chắc là ai sẽ được vào thiên đàng. Ở đây Lộc muốn chia sẻ các bạn một cái trường thuộc linh sẽ như thế này. Đó là các bạn có muốn được vào nước thiên đàng hay không? Và nếu các bạn muốn khao khát mình được vào nước thiên đàng thì các bạn phải làm gì? Bởi vì cái sự chuẩn bị của Chúa đã có từ trước khi trời đất rồi. Các bạn muốn thì các bạn phải làm gì? Vì sự chuẩn bị này đã có trước khi trời đất rồi. Những người được Chúa chọn họ rất dễ vâng lời của Trời. Những người học được Chúa chọn họ sẽ yêu mến lời Kinh Thánh. Những người được Chúa chọn từ trước khi tạo lập trái đất họ sẽ rất dễ vâng phục theo lời Chúa và rất dễ làm theo cái việc là chăm sóc khách lạ, thấy khát thì cho uống, thấy đói thì cho ăn. Họ rất dễ làm cái điều đó, họ rất dễ làm đó. Nhưng có những người không được chuẩn bị trước, có những người không được
Thừa Cả Vương Quốc Đức Thiên Đàng đã chuẩn bị sẵn các ngươi từ từ trước. Này, thì sao? Thì sao? Đó. Có rất nhiều người ở trong hội thánh này, ở trong đạo thiên hành này, có rất người theo đạo chưa chắc được Đức Thiên Đàng. Và đây là điều chắc chắn, sẽ có một vài người, sẽ có một số người không được vào Đức Thiên Đàng, bởi vì họ không đọc Phật của đạo kinh thánh này, họ không hiểu hết cái ý nghĩa tâm linh ở trong này. Chúa vẫn nói rằng là ta đã có sự chuẩn bị trước rồi, Chúa của ta đã có sự chuẩn bị trước, Ngài đã chuẩn bị trước sẵn rồi. Nếu như chúng ta không chuẩn bị, nếu như chúng ta không làm theo, nếu như chúng ta không thực hành theo, thì chúng ta sẽ không được vào Đức Thiên Đàng. Cái sự vào Đức Thiên Đàng nó rất khó, nó rất là chật hẹp, nó là một con đường rất là khó để vào. Mà chúng ta không có sự chuẩn bị thì nó sẽ là vào được. Chúng ta cứ ú ớ thì chúng ta làm sao mà vào được. Chúng ta đừng để cái sự thiếu hiểu biết nó giết chết chúng ta. Đừng để cái sự thiếu hiểu biết giết chết chúng ta, mà chúng ta phải thực hiện. Bởi vì cái người thiếu hiểu biết thì họ nói như thế này, họ nói là đã có khi nào tôi thấy Chúa đói đâu, đã có khi nào tôi thấy Chúa trần chuồng đâu, đã thấy khi nào tôi thấy Chúa làm khách lạ đâu, đúng không? Đã thấy khi nào Chúa làm, bởi vì họ không có hiểu biết và họ không có nắm được. Nhưng mà Chúa nói đó là nhưng ta bảo các ngươi là các ngươi làm một điều này, làm những điều này cho những người thấp kém, cho những con người thấp kém, cho những con người ở xung quanh các ngươi, cho những con người ở gần các ngươi, cho những con người khác không phải là ta, nhưng các ngươi làm những cái điều đấy cho những người xung quanh các ngươi thì tức là đã làm cho ta rồi. Chứ đây là điều mình muốn chuẩn bị các bạn. Mình muốn chuẩn bị Chúa đang set up, Chúa đang đặt để, Chúa đang thử rèn các bạn bằng những người xung quanh các bạn. Chắc chắn xung quanh các bạn sẽ có những người nghèo, chắc chắn xung quanh các bạn sẽ có những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, chắc chắn ở xung quanh các bạn đang có những con người gặp vấn đề, gặp nan đề, chắc chắn ở xung quanh các bạn đang có những con người lâu rồi không đi nhóm, bỏ nhóm, chắc chắn ở xung quanh các bạn đang có những con người gặp hoạn nạn, gặp ốm đau. Và điều mà Chúa muốn các bạn đó là hãy quan tâm đến họ, thấy họ có nhu cầu gì, đáp ứng cho họ cái nhu cầu đó, và các bạn làm điều đó cho họ là những người yếu kém hơn bạn, yếu thế hơn bạn. Nước Thiên Đàng thuộc về bạn. Kinh Thánh là một cuốn sách nói rất nhiều về tình yêu thương, và Chúa dạy rằng là hễ ai yêu thương anh em mình, yêu thương người khác, thì qua đó mà thiên hạ sẽ biết được rằng các con là môn đệ của ta. Và cái phân đoạn Kinh Thánh này nó cũng không loại trừ cái vấn đề đó. Đức Chúa Giêsu mới dạy các bạn là hãy yêu thương người xung quanh các bạn bằng cách đó là nhìn thấy họ đang thiếu thốn cái gì, họ đang cần cái gì, nhìn thấy họ đang hụt mất cái gì, họ đang bị vấn đề gì, các bạn đáp ứng giúp đỡ họ ở cái vấn đề lĩnh vực đó của họ, để cho họ được thoát ra khỏi cái nan đề, cái cuộc sống, cái vất vả, cái khó khăn của họ, thì các bạn sẽ được vào Nước Thiên Đàng. Đây là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn. Chúa đã chuẩn bị sẵn từ trước đời đời, từ trước vô cùng. Chúa đã chuẩn bị sẵn từ trước khi tạo dựng trời đất. Trước khi tạo dựng, Chúa đã chuẩn bị sẵn bạn, chuẩn bị sẵn những người xung quanh bạn để thử rèn bạn, và chuẩn bị sẵn Nước Thiên Đàng để xem là bạn có vượt qua sự thử rèn để bước vào Nước Thiên Đàng hay không. Và cái ý nghĩa tâm linh nó sẽ là như thế này. Ý nghĩa tâm linh thứ nhất muốn chia sẻ các bạn. Chúa nói khi các ngươi thấy ta đói, các ngươi cho ăn. Thông thường thì chúng ta nghĩ về vấn đề vật lý, thể chất, hiện thực bằng mắt, thì chúng ta nghĩ là đói thì cho họ bắt cơm, hay họ xin tiền chúng ta cho tiền, hay là họ nghèo thì chúng ta bố thí làm ơn chúc phước cho họ. Nhưng mà cái đấy là cái vấn đề của vật chất. Nhưng Đức Chúa Giêsu ẩn dụ cả về yếu tố tâm linh nữa, ẩn dụ cả về các yếu tố tâm linh nữa. Thực sự ra bây giờ là thế kỷ mà chúng ta sống, có thể ở bên châu Phi vẫn đói ăn, hoặc là bên những cái đất nước khác vẫn đói khổ, họ vẫn cần bố thí về vật chất. Nhưng lộc thấy đa phần là người Việt Nam của chúng ta bây giờ là đủ ăn đủ mặc cả rồi, thì họ đâu có đói ăn đâu, họ cũng đói ăn, họ không thiếu thốn về của cải, ăn uống đồ ăn uống. Có những người như vậy thiếu đi ăn xin, nhưng mà nó ít hơn, nó ít. Nhưng để nhìn về cái vấn đề thuộc linh thì chúng ta đói những cái thứ khác. Ví dụ như tôi chưa có vợ thì tôi đói khát tình yêu, đúng không? Tôi đói cái mà tôi đói là tình yêu. Tôi chưa có vợ, tôi đói một cái nữa là tình dục. Tôi đói một cái nữa đó là cái mái ấm gia đình. Và khi các bạn nhìn thấy tôi đói khát ở đó, hãy giúp tôi,
hay dụ thôi. Hai, cũng như vậy, người xung quanh các bạn, họ có thể họ đói những cái khác, họ đói những cái khác, họ khát khao những cái khác, họ khát khao cái khác, không phải là khát nước, bạn hiểu nhá, nước nhà tôi đầy, đấy, đồ ăn nhà tôi đầy, gạo nhà tôi đầy, tôi không khát cái đâu. Cái tôi khát khao bây giờ là một cái mái ấm gia đình, tôi khát khao bây giờ là tôi kiếm được một công việc ổn định này. Người ta đói khát, người ta đói khát, nhưng không phải là đói khát về cái vấn đề ăn uống đâu. Và nếu như các bạn cho người ta ăn uống ấy, thì người ta không cảm ơn bạn, thì họ sau này họ quên ấy, họ không nhớ mấy đâu, họ không nhớ mấy, và thậm chí mà họ còn không thích cái người mà cứ đi bố thí tiền của họ đâu, họ không thích như vậy, bởi vì họ không có thể lao động ra được, họ có thể lao động ra được khi nào họ thật sự họ thiếu thốn, thật sự họ mới xin thôi, họ thật sự họ mới cần thôi, còn họ không lao động ra được. Chứ còn bây giờ thì mà chúng ta cứ bố thí thì nó khó lắm. Như nó có một cái bà cô, ví dụ gia đình nó có một bà cô, thì bà cô là người ốm đau, cô luôn ốm đau, cô đầu tiên thì là bệnh huyết áp, sau đó thì bệnh tim, rồi bệnh tim lại tìm đến khớp ấy, đấy, sau đó mắc bệnh khớp không đi lại được, yếu ốm. Thế xong rồi thỉnh thoảng là anh em gia đình mẹ lộc cũng đến cho tiền, cũng đến giúp đỡ hỏi thăm này khác. Thế nhưng mà nhiều khi cô không vui, cô không vui bởi vì cô không vui là cô cảm thấy là mình là cái gánh nặng ở người khác, cô không vui bởi vì những cái người này là người đến bố thí cho mình, cô không vui, cô cảm giác là cô muốn nỗ lực, cô muốn cố gắng và cô muốn vượt qua cái bệnh tật đó, cô muốn vượt qua cái bệnh tật đó nữa để đi làm, cô tự kiếm tiền ra, chứ cô không muốn là đón nhận của mọi người mãi nữa. Thế thì cái vấn đề ở đây là đôi khi chúng ta cứ nhìn là người ta ốm đau bệnh tật hay là người ta đang thiếu thốn vậy là nó đang đói khát cái tiền của ăn, mà không phải, người ta đói khát cái lời động viên, người ta đói khát cái lời khen, người ta đói khát một lời thăm hỏi, người ta đói khát một cái lời khích lệ. Người cô của mình đói khát một cái lời thăm hỏi thăm. Đấy. Và trong cộng đồng tin lành của chúng ta, người ta đói khát một cái lời cầu nguyện. Và bạn hiểu ở trong câu chuyện ở đây chưa, nói là khi ta bị tù các nơi thăm ta, giả dụ bây giờ có một người bị bệnh thì họ có nghĩa là bị tù rồi, tức là cái nhốt của người ta không phải là song sắt, cái nhốt của người ta không phải là một cái nhà tù, mà cái căn bệnh đó khiến người ta không thể đi ra ngoài được. Cái căn bệnh ốm đau nằm liệt giường thì ta không thể đi ra được ngoài được, nhưng chúng ta đến thăm người ta, đến thăm người ta và cầu thay cho người ta. Có rất nhiều nói là tôi vẫn cầu thay hội thánh, tôi vẫn cầu thay cho mọi người, tôi vẫn cầu thay, nhưng các bạn cầu thay ở nhà các bạn thì nó không có ý nghĩa cao, không cao mấy. Nhưng các bạn đến nhà người đó và nắm tay người đó, cầu nguyện cho người đó, ở tại nhà người đó, cầu thay cho người đó, thì người ta cảm thấy vui hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Bởi vì Chúa nói là khi ta tù các người thăm ta, đấy, đúng như người cô của nó ốm đau, thì chúng ta đến thăm và chúng ta nắm tay, chúng ta đến thăm hỏi, chúng ta đến trực tiếp, nó thể hiện cái tình cảm cao quý hơn mà chúng ta ngồi ở nhà và ô em có ở nhà, em có cầu nguyện cho anh, như vậy thì nó hơi xa xôi. Đấy, nó hơi mông cua. Các bạn nói là tôi ở nhà tôi cầu nguyện tay cho bạn, nhưng chưa chắc là cầu nguyện được, đúng không? Chúng ta thường nói dối. Nó cũng như vậy, nó cũng có rất nhiều người là em ơi em cầu nguyện cho chị, rồi nó cũng có rất nhiều người nhờ cầu nguyện, nhưng nó cầu nguyện nó cũng một hai lần thôi, sau nó cũng chả cầu nguyện nữa, đúng không? Thế cho nên là đôi khi chúng ta muốn cầu nguyện cho ai đó, chúng ta phải thể hiện một cái hành động nữa, chúng ta đi đến cái nơi đó, hãy thăm người tù. Đâu phải là họ mắc tội lỗi gì họ đi tù đâu, mà họ vướng vào phòng pháp, hay họ vướng vào phòng pháp luật gì đó, họ bị bắt giam thôi, mà họ đang ốm đau bệnh tật là họ cũng là đi tù rồi. Đấy. Có những người thì họ mắc bệnh trầm cảm, không ai nói chuyện, họ không thấy quan tâm, họ cứ dốt mình ở nhà. Thực ra thì ban đầu họ không nghĩ như vậy, mà bởi vì họ không tìm được cái tình yêu, họ không tìm được người yêu thương mình, họ không tìm được người vợ hoặc người chồng phù hợp với mình, và họ cảm thấy cuộc đời của mình họ có nhiều cái điều nó bất mãn, có nhiều cái điều đó không thành công, có nhiều cái điều đó đau khổ, có nhiều đó nó tủi thân, họ xa lánh mọi người, họ không muốn gặp mọi người. Bởi vì có rất nhiều người có thói quen đó là gì, cứ gặp người ta là hỏi là sắp lấy vợ chưa, cứ gặp lộc là hỏi là có người yêu chưa, hay là rồi là cứ gặp người khác là bây giờ làm cái gì rồi, bao tiền rồi. Có những người ta rất là bị tự ái khi bị hỏi những vấn đề như vậy, bây giờ họ đã có tuổi rồi, họ đang có tuổi mà lại hỏi họ sắp lấy vợ chưa, mà trong khi họ chưa có người yêu, mà tao hỏi câu đấy thì họ bị tổn thương, và sau đó là họ lại chưa có công ăn nghề nghiệp thì nó ổn định, và chưa có cái sự gì sáng danh cả, mà chúng ta chả giúp được cái gì, xong chúng ta lại cứ hỏi là dạo này làm gì rồi, kiếm bao tiền tháng rồi, thì tự dưng là cái người bị hỏi đó họ bị áp lực stress và họ cảm thấy rất là căng thẳng. Học gặp cái người này, người ta cứ hỏi này hỏi đó, họ bị căng thẳng và họ cảm thấy là họ không muốn gặp mọi người nữa. Ví dụ hàng xóm nhà mình có một cái người chú này thì trước đây là nghiện gặp nghiện, thì sau khi làm lại cuộc đời thì chú thấy là mình quá muộn tuổi rồi, ngoài 40 thì là mình làm lại cuộc đời, người yêu không có, cũng chẳng biết làm cái nghề gì, 20 năm nào là ma túy,
20 năm dính vào ma túy, bây giờ chả biết là làm cái nghề gì, chả biết là phải làm sao, bây giờ chỉ có biết dắt xe đi ra ngoài kia làm xe ôm thôi. Đấy, xe ôm thôi. Thì nói chung thì cũng cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng mà xa lánh mọi người, xa lánh mọi người. Bởi vì bây giờ cứ gặp ai người ta cũng hỏi, gặp ai người ta cũng hỏi. Thế thì hỏi mà lại không trả lời được thì cứ phải xa lánh, cứ phải né tránh. Và đôi khi cuộc sống của người ta, khi người ta về nhà, người ta cảm giác như người ta không thể hòa nhập được với xã hội, và người ta đang bị tù đầy ở trong cái tội lỗi cũ. Mặc dù cái tội lỗi đã hết rồi, ta không quay lại nghiện nữa, nhưng người ta vẫn đang bị tù. Ở đây là điều mà đúng sẽ gặp. Chúng ta phải nhìn về cái con mắt thuộc linh, con mắt tâm linh. Đó. Con mắt tâm linh, nên cái nghĩa này chúng ta hiểu được thì nó sẽ rất là quan trọng. Trong cuộc sống này có rất nhiều người bị tù ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Họ bị tù thì họ đang mới thất tình, mới chia tay chẳng hạn. Họ bị tù thì họ làm ăn thua lỗ chẳng hạn. Có rất nhiều người chê bai trách móc họ là làm ăn như thế rồi là không biết tính toán, ở chê bai cười nhạo họ. Đấy, mà trong khi đó là có những người là con cái của Chúa cũng bị chính những người con cái của Chúa khác chê bai trách móc chỉ trích như vậy. Ta đánh mất đi cái tình yêu thương. Chúng ta không thăm hỏi thì thôi, chúng ta không cầu thay thì thôi. Chúng ta thấy họ trần truồng chúng ta không mặc cho họ thôi, chúng ta lại còn cho họ trần truồng hơn nữa. Đúng không? Chúng ta thấy họ bị chúng ta thấy họ đang bị lõa lồ, đang bị xấu hổ, các bạn lại còn nói cho họ để họ còn xấu hổ hơn nữa. Thì đây là cái điều nó không phải là con cái của Chúa, nó không phải là chiên của Chúa, nó là dê, nó không phải là những con chiên, nó không phải là người tin Chúa thật lòng. Những người tin Chúa thật lòng là người biết mặc áo cho người khác, không chê bai trách móc người khác, giúp cho người khác có thể hòa nhập được cuộc sống, giúp người khác có thể thoát ra khỏi cái vòng tù đày của họ, giúp người khác có thể tiến lên một cái vị trí cao hơn, giúp cho người khác có thể thành công hơn, mặc áo vào cho họ, mang lại vinh dự cho họ, thăm viếng họ. Và cũng có một ý nghĩa nữa, đó là ý nghĩa Chúa nói là ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta. Cái này rất là hay. Có ai mà bạn không muốn họ đến nhà bạn chơi hay không? Có ai mà bạn không muốn cái người đó đến nhà bạn chơi hay không? Có rất nhiều người không muốn tiếp rước một số người này nọ vào nhà mình. Lộc thì không sống như vậy. Ai vào nhà Lộc cũng tiếp. Ai muốn vào chơi Lộc cũng tiếp hết. Tiếp và tiếp khốn quả, tiếp niềm nở, người ta tiếp đãi một cách tốt đẹp, tiếp cái một cách đầy đủ. Đấy. Nếu như một người nghèo bước vào nhà mình mời họ uống nước thì người giàu cũng vậy. Người giàu mà mình mời họ vào chơi nhà mình mời họ ăn và uống thì người nghèo bước vào mình cũng làm vậy. Ở đây chúng ta có một sự tiếp rước, chúng ta không kỳ thị bất cứ ai, đó là điều mà Chúa Giêsu dạy. Chúng ta không kỳ thị bất cứ ai. Có rất nhiều người ấy, họ muốn đi sang hàng xóm chơi, có rất nhiều người họ muốn đi sang nhà này nhà khác để chơi, để giải khuây, để nói chuyện. Nhưng cứ mỗi lần họ đi ra khỏi nhà, họ chỉ đi sang được một hai nhà thôi, thậm chí là chỉ đi sang một nhà thôi. Bởi vì chỉ có cái nhà đó tiếp họ, còn những nhà khác không tiếp họ. Họ kỳ thị cái người nghiện ngập, kỳ thị cái người tiền án tiền sự, kỳ thị cái người này là cái người này nọ, đánh giá về cái người đấy không tốt và không muốn họ vào nhà mình chơi, không muốn họ vào nhà mình chơi. Tất nhiên thì chúng ta có những cảnh giác với những người xấu, nhưng chúng ta có những cái cảnh giác với những người không tốt, với những cái người mà có cái ý đồ xấu khi bước vào nhà của mình. Thế nhưng ở đây Chúa muốn nói là một cái điều, đó là ta tiếp đãi, đó là chúng ta không nên kỳ thị. Biết đâu là cái người đó người ta đang muốn làm lại cuộc đời, người ta muốn nhờ sự giúp đỡ người ta, chúng ta lại kỳ thị họ, không tiếp đãi họ. Trong cuộc đời này có rất nhiều đói khát. Trong cuộc đời này rất nhiều người họ ta đói khát rất nhiều thứ, không phải là cái lời ăn, không phải là cái ăn, họ đói khát cái lời khen, họ đói khát cái người mà mặc áo vào cho họ, họ đói khát và thèm khát tìm kiếm được một cái người giúp họ đi từ tầm cao này đến tầm cao khác, giúp họ đi từ cái vị trí này trở nên tốt đẹp hơn, đi vị trí xấu trở nên tốt. Đó, họ cần sự quan tâm, họ cần sự thăm hỏi, họ cần sự chăm sóc, họ cần có những người khác giúp đỡ họ cho cuộc sống này, họ cần như vậy. Ai cũng cần, và lập tin là các bạn xem video này bạn cũng cần luôn. Đấy, bạn có cần thì bạn mới xem video này để các bạn biết là mình có được vào thế thiên đàng hay không, mà bạn cần cái nhu cầu là bạn cần làm sao để tôi được vào thế thiên đàng, bạn mới xem video này, đúng không? Đó là cái ý nghĩa tâm linh mà muốn chia sẻ với các bạn qua câu chuyện này, để chúng ta có một cái con mắt chúng ta nhìn ra, ta nhìn rộng hơn, ta nhìn rộng xung quanh chúng ta, người trong hội thánh, người ngoài hội thánh.
chúng ta phải làm sao để tiếp đãi tiếp giữ họ, vì chỉ có yêu thương họ, yêu thương họ thì chúng ta mới có cơ hội để nói về Đức Chúa Trời, nói về Chúa cho họ. Bởi vì đôi khi họ cái thực sự mà họ nói khác đó là nói khác về tâm linh, cái con đường tu tập, cái con đường mà tìm đến chân lý đạo, họ không biết cái đường đi, họ không biết cái lối đi. Nhưng mà chúng ta lại không cho họ ăn, không cho họ ăn cái bánh thuộc linh, không cho họ ăn cái lời nói tốt đẹp của các bạn, thì các bạn không thể nào truyền đạo cho họ được, chia sẻ về tin lành cho họ được. Thì đây là cái điều quan trọng để thực hành cái này. Thì các bạn hãy cầm điện thoại các bạn đi, các bạn cầm điện thoại iPhone lên, điện thoại các bạn đi, các bạn gửi tin nhắn cho 10 người mà các bạn cảm thấy lâu rồi các bạn không quan tâm, không thăm hỏi người ta, hãy làm điều đó. Hãy lấy điện thoại các bạn ra gửi tin nhắn thăm hỏi đến 10 người mà các bạn lâu rồi các bạn thấy là mình không nhắn tin cho người ta, không biết người ta là sống chết thế nào. Các bạn hãy thử quan tâm họ xem sao, xem họ phản hồi như thế nào, tích cực hay tiêu cực về cái cách các bạn quan tâm họ. Các bạn hãy thực hành luôn. Và nếu có thể được, hãy hẹn gặp họ và hãy dắt xe và đi ra khỏi nhà, hãy đi thăm. Và các bạn muốn cho các ăn, muốn có cho các ăn thì hãy cố gắng chuẩn bị tiền trong túi và kiến thức trong đầu để giúp đỡ người ta, để mặc và chuẩn bị trong trái tim mình những lời khen ngợi, chuẩn bị trong trái tim mình những lời nói hay, những lời nói ân đức và lời nói ân hậu để nói với người ta, để mặc lại cho người ta một cái áo danh dự, một cái áo lời khen, một cái áo tốt đẹp, một cái áo tuyệt vời, hãy mặc lại cho người ta. Thì đây là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là điều rất hay và rất quan trọng trong đạo tin này. Đạo tin này là một cái đạo như vậy, Chúa dạy như vậy, Chúa dạy như vậy. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Đấy là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ nhất là muốn nói các bạn là Chúa đã chuẩn bị những người xung quanh các bạn từ trước khi tạo lập trái đất rồi. Ngài đã sẽ chuẩn bị là bạn sẽ sinh ra ở đây trong cái môi trường này sẽ gặp những con người nào, và Ngài sẽ chuẩn bị những con người bạn gặp đó để xem là các bạn có đáp ứng, có vượt qua cái bài học, vượt qua cái thử thách mà Chúa muốn dạy các bạn không, để bạn có thể xứng đáng được vào cái nơi mà Chúa chuẩn bị cho bạn hay không. Đấy là cái bài học thứ nhất. Và thứ hai đó là cái cách mà Chúa hướng dẫn các bạn làm cái điều đó. À, thì đó là các bạn đừng nghĩ về vấn đề thuộc thể, mà các bạn đừng nghĩ về vấn đề cái trường tâm linh. Cái con người ta đói khát nhiều thứ, thèm thuồng nhiều thứ, họ trong cái tâm linh họ lúc nào thiếu thốn cái gì đó, và có những người họ bị sai cơ lỡ vận, họ bị trần truồng, bị xấu hổ ở cái vấn đề đó, thì chúng ta khôi phục lại họ, chúng ta bù đắp lại cho họ. Rồi có những người bị tù đày, ốm đau, bị bệnh tật, chúng ta đến thăm viếng, ta đến mặc lại cho họ, chúng ta đến thăm viếng, chúng ta đến cầu thai cho họ, rồi chúng ta đến chữa lành bệnh cho họ, chúng ta thăm hỏi họ, động viên họ. Thì đây là cái điều mà Chúa muốn ấn, đây là cái điều mà Chúa muốn áp dụng các bạn. Cái tình yêu nó không phải là thể hiện trên cái của cái vật chất, không phải chỉ là của cái vật chất, mà nó là cái hành động thực tế và cụ thể, hay là cụ thể. Yêu thương nó phải sâu sắc, nó phải chất lượng. Thì cái đấy là cái yếu tố thứ hai. Thì đấy là cái bài học thứ hai. Và cái bài học thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái vấn đề ở đây, đó là cái sự chuẩn bị của chúng ta. Bài học ở đây chúng ta chuẩn bị. Ở đây Chúa nói là khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta khát các ngươi cho ta uống. Bây giờ các bạn muốn cho người khác ăn, các bạn muốn cho người khác uống thì các bạn phải có chứ. Muốn cho các uống nước thì các bạn phải có nước. Nếu như bạn không có, nếu như bây giờ các bạn muốn cho uống nước mà các bạn lại có bồ húc này thì bắt buộc người ta phải uống bồ húc rồi, các bạn cho bồ húc mà, đúng không ạ? Nếu chúng ta cũng không có thì lấy gì cho? Nếu như chúng ta không chuẩn bị để có những cái gì đó để cho người khác thì chưa chắc chúng ta đã có nước thiên đàng. Để chuẩn bị với nước thiên đàng, hãy chuẩn bị có cái gì đó để cho người khác. Đây là điều rất quan trọng. Và đây Chúa sẽ xét đoán những điều này. Nhiều khi bạn cũng muốn đi thăm viếng, đi thăm hỏi người khác lắm, nhưng mà bạn bận quá, bạn không có chuẩn bị. Nhiều khi các bạn cũng muốn là bố thí lắm nhưng mà không có tiền. Rồi nhiều khi các bạn cũng muốn cầu thay người khác lắm mà không có thời gian. Quá bận. Rồi nào, nhiều khi các bạn muốn khen ngợi người khác lắm, rồi cũng muốn giúp đỡ, thúc đẩy các bạn lắm, nhưng mà bảo ôi chẳng ai khen ngợi tôi, các bạn không tự khen ngợi bản thân mình đi không? Các bạn không tự động viên, không tự khích lệ bản thân mình thì sao các bạn khích lệ người khác, đúng không? Chúng ta phải có một cái tầm nhìn ở đây. Chúng ta phải trở thành một cái người
có cái gì đó để cho người khác. Chúng ta không thể nào mãi thiếu thốn được. Chúng ta ngày xưa mới theo Chúa, mới tin Chúa thì chúng ta thiếu thốn thì còn được, ngày đó chúng ta còn trần truồng thì còn được. Chẳng nhẽ bây giờ chúng ta lại không có hai cái áo để cho người khác một cái áo hay sao? Chẳng nhẽ bây giờ chúng ta lại không có một cái lời khen nào theo Chúa bao nhiêu năm mà chúng ta không biết khen người khác hay sao? Chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm chúng ta không biết tôn vinh người khác, không biết tôn trọng người khác hay sao? Không biết đánh giá cao người khác hay sao? Chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm mà không biết cầu thay, không biết cầu nguyện cho người khác hay không? Và chúng ta theo Chúa rất nhiều năm rồi mà chúng ta không có cái sức mạnh đấy, để ôm lấy người ta trong lòng, động viên người ta, khi người ta quay lại hay sao? Chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm mà chúng ta không thay đổi được hay sao? Chúng ta theo Chúa bao năm mà chúng ta không có cái gì để cho người khác hay sao? Thì đây là cái điều mà Lộc muốn chia sẻ các bạn. Ta theo Chúa bao nhiêu lâu rồi, chúng ta phải có cái gì đó để cho người khác. Ta phải có, thì nó mới thể hiện được là một con chiên, nó thể hiện được một con chiên, một người tin Chúa, một người tin Chúa các bạn. Và quan trọng hơn nữa là có những người ở đây chúng ta có rồi, nhưng chúng ta phải nhìn thấy. Có những con người có của cải, có lời nói hay, có ý đẹp, có những con người biết có lời ăn tiếng nói tốt, có những người có thời gian rảnh rỗi, nhưng họ dành cái thời gian rảnh rỗi đấy đi ăn đi chơi đi vui, rồi họ dành cái khả năng ăn nói của mình, khả năng động viên người khác để đi kiếm tiền, hoặc họ dành cái thời gian họ có để làm lợi cho họ mà thôi, tức là họ dành những cái mà họ có để tái tiếp tục làm lợi cho họ mà thôi, thì nó cũng không phải là cái điều tốt. Cái người gian ác nói với Chúa đó là có khi nào chúng con thấy Chúa thèm thuồng đâu, có khi nào chúng con thấy Chúa trần truồng đâu, các ngươi không thấy bởi vì các ngươi không có lòng, các ngươi không thấy bởi vì các ngươi chỉ thấy chính mình thôi, các ngươi không thấy bởi vì các ngươi không có con mắt để thấy, các ngươi không thấy là bởi vì các ngươi quá vô tâm, quá vô cảm, các ngươi không thấy là các ngươi quá thờ ơ. Không, Chúa không giải thích nhiều, Chúa không giải thích nhiều, nhưng nó đang muốn cố gắng giải thích trước bạn, mong là Thánh Linh dẫn cho bạn vào đây để hiểu, mong là Chúa Thánh Linh dẫn các bạn vào cái trường Thánh Linh cao hơn, từ trường Thánh Linh cao hơn để các bạn hiểu được. Chúng ta phải looking, phải nhìn xem và chăm xem xung quanh chúng ta có ai cần giúp đỡ chúng ta, họ thật sự đang cần, chúng ta phải nhìn xem, chứ đừng nói là chúng ta không thấy, chẳng ai người ta đến người ta nói bạn đó, anh khen tôi đi, hãy khen tôi để cho tôi vui, tôi đang buồn lắm, chẳng ai người ta nói bạn như thế đâu, không ai người ta nói bạn thế, nhưng bạn phải chủ động nhìn thấy cái người này đang có cái sự vật uất gì đó, thì chúng ta hãy lại khen họ một câu và hỏi họ xem là đang có chuyện gì buồn, đúng không? Chúng ta phải chủ động đi tìm, phải chủ động đi looking, đi tìm thấy, anh chị em ạ, chúng ta phải chủ động, chứ bây giờ chúng ta nói là có khi nào không thấy Chúa đâu, chúng ta không thấy Chúa đâu. Khi nào con thấy đâu, chúng ta quá vô cảm. Sự vô cảm thì Lộc đã nói rõ trong cái sự vô cảm là nó căn bệnh, đôi khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đang vô cảm, mà chúng ta chỉ nghĩ ô ai trả vì mình, ai đã sống là như thế, đúng không? Nhưng mà Chúa không như vậy. Chúa muốn là tất cả những người con cái của Chúa Trời, con chiên của Chúa Trời, là những người đi nhìn thấy, đi tìm thấy, đi đùm bọc người khác. Nói này nó sách, Chúa muốn chúng ta đi tìm thấy, đi phát hiện ra, đi tìm thấy, đây là cái điều quan trọng. Thì đi thấy. Mà thực ra thì những người cần sự giúp đỡ, là cần phải cầu thay, cần sự chúc phúc của chúng ta, họ ngay bên cạnh ta, cần sự thăm hỏi, thăm biết sự quan tâm, họ thường luôn ở ngay bên cạnh ta. Chúa đặt để họ rất gần, nhưng đôi ta cứ nói ta không nhìn thấy. Đây là cái điều quan trọng. Các bạn phải nhớ đó này. Các bạn hãy luôn luôn nhớ, đó là Chúa đã chuẩn bị trước, từ trước đời đầu tới trước vô cùng, là bạn sẽ phải trải qua cái cuộc đời này với những người như thế, với những người xung quanh bạn, với những môi trường như thế. Chúa đã chuẩn bị sẵn như vậy rồi, và Chúa cũng chuẩn bị sẵn thiên đàng với bạn, để cho bạn, nếu như bạn vượt qua, bạn sẽ bước vào. Và nếu bạn làm tốt, bạn sẽ bước vào thiên đàng. Còn nếu như không thì không được. Chúa đã chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên các bạn phải nhớ điều này. Chúa có một cái bài test cho các bạn, Chúa có một cái bài thử cho các bạn, Chúa có một bài kiểm tra cho các bạn. Chúa có một bài kiểm tra, có một bài test, có một bài thử cho các bạn. Vì Ngài đã chuẩn bị nó từ trước vô cùng rồi, từ trước đời đời rồi. Và Lộc chúc các bạn sẽ vượt qua được. Và vượt qua bằng cách đó là chúng ta, vượt qua bằng cách là chúng ta phải làm yêu thương người khác. Và yêu thương bằng những hành động cụ thể. Hành động cụ thể,
họ ở đây họ đói khát cái gì, họ chúng ta giúp đỡ họ cái đó. Chúng ta không giúp đỡ được họ thì chúng ta tìm người giúp đỡ, tìm người khác giúp đỡ họ. Đó, chúng ta mặc cho họ, chúng ta thăm họ, chúng ta cầu thay cho họ, chúng ta còn thăm hỏi họ, chúng ta khen họ, chúng ta làm mọi thứ cho họ. Họ đói khát những thứ đó, ai đói khát rồi à, chúng ta làm hơn chúc phúc cho họ thì chúng ta sẽ được gọi là thiên đàng. Hãy làm hơn ban phước, chúng ta sẽ được gọi là thiên đàng. Và để làm hơn ban phước được thì chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta là người có khả năng đó. Chúng ta nên chuẩn bị, chúng ta là người luôn luôn sẵn sàng tiền trong túi, luôn luôn sẵn sàng trí tuệ, kiến thức ở trong đầu và luôn luôn sẵn sàng tình yêu trong tim. Để chúng ta sẵn sàng cho đi ban cho, trần truồng mặc cho ngay, thăm viếng ngay, sẵn sàng xách xe ngay và đi, sẵn sàng ok, tôi sẽ cầu thay cho anh chị em, tôi sẽ đến thăm hỏi, tôi sẽ đến làm điều này, làm những cái cho anh chị em, tôi sẽ không bỏ mặc anh chị em, tôi sẽ cầu thay, sẽ vực dậy anh chị em, sẽ mặc cho anh chị em, sẽ khiến anh chị em trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta phải chuẩn bị cho bản thân mình là người sẵn sàng, sẵn có, luôn luôn ở trong tình trạng là hiệu lực, có hiệu lực, sẵn sàng giúp đỡ ngay, sẵn sàng làm ngay. Và khi ta chuẩn bị được rồi, chúng ta hãy tìm kiếm cái người mà ta giúp họ. Tôi đâu có thấy, tôi đâu có biết, đúng không? Chúng ta phải đi tìm kiếm. Thế nên là bài thực hành mà con chia sẻ các bạn, các bạn hãy nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn tốt đẹp cho mọi người. Đó là cái điều mà Lộc muốn chia sẻ các bạn. Lộc muốn nói thêm nhưng mà Lộc nghĩ rằng là như vậy đó là có đủ rồi. Và khả năng Lộc sẽ dừng cái video tại đây. Và ước mong là Chúa sẽ dẫn các bạn vào cái từ trường thuộc linh cao hơn. Cái video này nó chỉ là cái hướng linh, cái mồi thôi. Hướng linh là cái mồi thôi, nó chưa phải là cái bồi linh sâu sắc. Bởi vì Lộc đang giải nghĩa một phân đoạn kinh thánh mà nói dài như vậy thì nó sẽ mất đi cái ý tưởng của phân đoạn kinh thánh. Thì Lộc sẽ dừng video tại đây. Và Lộc cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời soi sáng các bạn từ nay cho đến đời đời. Goodbye.